Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Xiaomi CV4 đạt chứng nhận quan trọng. Theo một số nguồn tin, Xiaomi đang phát triển chiếc CV4, hệ tiếp theo của dòng smartphone hướng đến nữ giới. Mới đây, thiết bị đã được phê duyệt bởi Cục Viễn thông Trung Quốc MIIT và xuất hiện trên cơ sở dữ liệu IMEI. Danh sách xác nhận cho thấy CV4 sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh, tuy nhiên chưa rõ liệu đây là tính năng kết nối hai chiều cho phép gọi điện hay chỉ giới hạn ở gửi tin nhắn. Số model tiết lộ Xiaomi có thể công bố CV4 vào tháng 3 tới. Theo nguồn tin, CV4 sẽ sử dụng Dimensity 8300 Ultra mạnh mẽ, là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng chip này sau K70E. Màn hình dự kiến vẫn là OLED cong cùng camera selfie kép tích hợp flash LED. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Nếu ra mắt vào tháng 3, CV4 sẽ sớm được chứng nhận bởi các cơ quan như là 3C và Tena. Sự kiện này hứa hẹn cung cấp thêm nhiều thông tin đáng chú ý về chiếc smartphone đáng mong đợi này. Tin tức tiếp theo, Xiaomi ra mắt smartphone giá rẻ có thiết kế flagship. Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại giá rẻ mới là Redmi A3 tại thị trường Ấn Độ. Đây là thế hệ thứ 3 trong dòng Redmi A, tiếp nối Redmi A2 và A1 ra mắt trước đó. Redmi A3 gây ấn tượng với thiết kế đẹp mắt và sang trọng hơn dòng A trước đây. Điểm nhấn là cụm camera hình tròn lớn ở mặt lưng, khiến người dùng liên tưởng đến những chiếc flagship cao cấp. Mặt lưng còn được làm bằng kính cường lực với hai màu là đen và xanh biển. Về cấu hình, Redmi A3 trang bị màn 6,7 inch có tần số 90Hz, trang bị MediaTek Helio G36, RAM từ 3 đến 6GB và bộ nhớ trong từ 64 đến 128GB, camera sau 8 chấm, camera selfie 5 chấm, pin 5000 mAh và sạc cơ bản 10W. Redmi A3 ra mắt với 3 phiên bản trong khoảng giá từ 2,2 đến 2,8 triệu đồng. Hứa hẹn là lựa chọn mềm và hấp dẫn nhưng đủ cấu hình với nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Oppo và Vivo có khả năng bỏ mảng kinh doanh smartphone màn hình gập. Oppo, Vivo và có thể cả OnePlus đang cân nhắc từ bỏ smartphone màn hình gập. Nguyên nhân được cho là doanh số bán hàng của phân khúc này có dấu hiệu sụt giảm đáng kể trong năm 2023. Động thái này có thể sẽ để lại cơ hội cho Samsung và Huawei thống trị thị trường, và cả hai hãng này cũng đồng thời có những động thái mới nhằm cải tiến dòng sản phẩm của mình. Theo các nguồn tin, Huawei sẽ ra mắt smartphone gập 10 inch hướng tới phân khúc tablet với thiết kế màn hình gập 3 dạng chữ Z hoặc hai màn hình gắn bản lề. Trong khi đó, Samsung đã hoàn thành nghiên cứu về công nghệ màn hình cuộn và dự kiến sớm giới thiệu dòng smartphone màn hình cuộn ra thị trường. Việc tính toán đến con đường rút lui của Oppo và Vivo cho thấy tính khả thi của công nghệ màn hình gập vẫn còn nhiều khó khăn, và đồng thời người dùng cũng nhìn được rõ hơn về tiềm lực và năng lực của hai hãng là Samsung và Huawei khi được dự đoán là sẽ thống trị smartphone gập trong thời gian tới. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.